là hai trường hợp điển hình nhất là ekip là nữ thời thi là nam. Trong đó sẽ có những trường hợp dị biệt và cái hội chứng ở những em bé này. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về hội chứng 45 đâu biết còn gọi là hết nơ. Một em bé hết nơ chúng ta chỉ thấy gặp ở giới tính nữ, và những em bé này khi sinh ra rồi sẽ có tầm vóc ngắn, bàn tay bàn chân trẻ sơ sinh bị sưng, ngực và nấm vú rộng, tay thấp chân thấp, không có năng sinh sản, buồng trứng và nang buồng trứng không phát triển, không có kinh nguyệt, ngón tay nhỏ. Và những em bé này khi sinh ra và lớn lên sẽ có tuổi thọ khá thấp. Tiếp theo chúng ta đến với trường hợp 46 BD và xin thưa là thành đi học hiện nay ở thế giới thì Việt Nam cũng chưa bao giờ ghi nhận trường hợp nào em bé sinh ra có bụng thực thể là BD. Và nếu mọi người có được cái thông tin về trường hợp này xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiếp đến trường hợp thứ ba, tôi nói là với bộ nhiễm thể y em bé không phải sinh sản được, bởi vì cấu trúc của nhiễm thể y khá ngắn. Nhiễm thể y chỉ mang trên mình từ 60 đến 72 gen, trong khi đó nhiễm thể x mang trên mình từ 800 đến 900 gen. Do đó nhiễm thể x có sức sống lớn hơn, vì vậy nhiễm thể y không thể chuyển thành phôi hoàn chỉnh được. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về placenter 47 XXY. Những người placenter chúng ta chỉ có thể gặp ở nam giới, và thường thì những người bị placenter không thể nào phát hiện được và chỉ phát hiện khi họ lớn lên cưới vợ sinh con. Và chứng placenter sẽ gây ra những dấu hiệu sau đây ở đứa trẻ: thường là cơ bắp yếu, phát triển chậm, mất nhiều thời gian để đi bộ, ngồi dậy, bò, chậm nói, tính cách trầm lặng. Ở thanh thiếu niên là tầm vóc ngắn, trì hoãn hoặc không hoàn thành việc dậy thì. Sau tuổi dậy thì ít cơ bắp và ít lông, tinh hoàn nhỏ, tinh hoàn nhỏ, xương yếu, có cân lượng rất thấp. Và những người bị placenter thường không thể sinh con được. Kế đến là chúng ta tìm hiểu về chữa trứng triploid có 69.000 sắc thể. Những thai nhi có 69 sắc thể triploid thường bị dị tật về tim, bất thường não, thận, dị tật ống thần kinh. Để có hai trường hợp là triploid toàn phần và triploid tán phần. Triploid toàn phần là chữa trứng hoàn toàn không có em bé. Triploid tán phần là có em bé nhưng em bé sinh ra sẽ chết. Cuối cùng chúng ta tìm hiểu về em bé bị trisomy. Trisomy tức là 3 nhiễm sắc thể 21, người ta thường gọi là hội chứng Down. Và chúng ta có gặp ở cả nam lẫn nữ. Những em bé bị hội chứng Down thường ít phát triển về khuyết tật mắt xếp, mặt dẹp trong cầu cạo, mũi nhỏ và tẹt, hình dáng rất là bất thường. Và những